Đây là dầu hào nha. Dầu hào. Rồi. Xong mình làm thử cái món này nữa coi nó ra giống gì nha. Ok. Bây giờ thì mình sẽ để máy xuống đây. Chừng nó lật úp mặt lại nó không chịu đứng được. Đây là món khoai tây mình ướp với bột xá xíu. Đây.